Thế giới điện giải sẽ tiếp tục khai trương chuỗi hệ thống siêu thị trên khắp cả nước. Chúng tôi cũng mong muốn đồng hành cùng người dân thành phố Cần Thơ trong việc thực hiện lối sống xanh, khỏe mạnh. Chúc cho tập đoàn Thế giới điện giải ngày càng phát triển và chúc cho khai trương hồng phát. Cảm ơn. Sự tin chọn của hàng trăm nghìn gia đình và hàng nghìn doanh nghiệp lớn, tự hào là hệ thống trung tâm phân phối máy lọc nước ion kiềm số 1 Việt Nam và duy nhất được vinh danh quốc tế, sở hữu hơn 50 showroom trải nghiệm và đại lý toàn quốc cùng trung tâm dịch vụ và bảo hành được ủy quyền sản xuất với hàng trăm dòng sản phẩm và phụ kiện hàng đầu thế giới. Hàng ngàn khách hàng tham gia khảo sát đã chia sẻ luôn tin chọn Thế giới điện giải vì triết lý kinh doanh luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu, cùng với đội ngũ chuyên viên tư vấn khách quan, minh bạch, không thiên vị bất kỳ sản phẩm thương hiệu nào, giúp cho khách hàng dễ dàng chọn được sản phẩm ưng ý và tận hưởng dịch vụ tốt nhất thị trường. Trước sự lớn mạnh về vị thế và quy mô hiện nay, có rất nhiều đơn vị sử dụng uy tín của Thế giới điện giải để mạo danh, lừa đảo và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm kém chất lượng. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của chính mình và xác định sản phẩm chính hãng cũng như cửa hàng thật của Thế giới điện giải, quý khách có thể tới showroom gần nhất hoặc liên hệ ra hotline tư vấn miễn phí đã được để bên dưới video này. Chọn sức khỏe tốt, chọn nước ion kiềm tự nhiên, chọn Thế giới điện giải.